Thân mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Thì chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cùng biết, đó là cách xử lý cái cây chanh các bạn mà nó ra trái cho nó nhiều các bạn. Vì có một số bạn là hỏi mình là bạn trồng chanh tại nhà mà nó tốt, rất là tốt mà nó không ra trái, thì có cách nào để cho nó ra trái hay không. Ở đây là những cái trái non nè các bạn. Thì hôm nay mình rảnh có thời gian thì nhà mình cũng trồng chanh các bạn, và mình chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm ha. Thì ở đây là mình đang chia sẻ cho các bạn là trên là cây chanh giấy nha các bạn. Thì loại chanh này thì trái rất là nhiều các bạn, và đặc biệt là trái nó rất là thơm. Thì mà muốn cho cây chanh mà nó ra trái nhiều thì mình phải làm sao? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn nè. Thứ nhất là bạn muốn cho cây chanh mà nó ra trái nghịch mùa, như là cây trái nhiều như ở đây nè các bạn, trái quá trời luôn các bạn ha. Thì đầu tiên là bạn phải là ngưng tưới nước lại nha các bạn ha. Các bạn ngưng tưới nước lại đâu khoảng là nửa tháng cho nó kiểu như là nó khô hạn thì sau đó rồi bạn mới vô phân, và các bạn tưới nước đều luôn. Ví dụ như các bạn là trồng màu trên cái mô hình mà dạng như là dưới ruộng các bạn, mà các bạn có thể là được để cái đường mương thì các bạn có thể là bơm cho nó ngập luôn, nó ngập trong khoảng 2 ngày, sau đó là các bạn tháo. Thì trước đó là các bạn là phải là để cho nó khô hạn là khoảng nửa tháng nha, nó cho nó héo lá luôn sau đó là mình mới vô phân, mình bơm nước nó ngập luôn. Còn nếu như mà các bạn trồng tại nhà thì các bạn là ngưng nước và các bạn cứ vô phân thôi, và các bạn là tưới nước đều ngày tưới hai ba lần gì đó, thì bảo đảm là cây chanh của bạn nó sẽ ra trái nhiều ha. Với lại cái thứ hai nữa mà nó tốt quá các bạn nên là tỉa nhánh bớt, nghĩa là những cái nhánh nào mà nó dư thừa quá thì các bạn nên tỉa nha. Còn như ở bên mình thì cái nào mà nó dư thừa quá thì mình bầu luôn các bạn, mình bầu mình bán cho người dân luôn, nghĩa là công hai chuyện. Để mình quay cho các bạn xem cái cây chanh mà mình bầu ha. Ở đây thì nhà mình bầu cũng nhiều, thì mình đang bầu trên cây chanh này là cây chanh Mỹ nha các bạn. Còn cây chanh hồi nãy mình chia sẻ cho các bạn là cây chanh không hạt, cây chanh giấy các bạn. Ở đây mình bầu nè các bạn. Thì trong những video lần trước thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cùng biết Còn này là cây chanh Mỹ các bạn. Thì chanh Mỹ này thì sẵn đây mình chia sẻ luôn. Thì chanh Mỹ này trái nó ít hơn cái loại là chanh giấy, nhưng mà nó được cái là nó không có hạt các bạn. Thì chanh này là bán là để nhập khẩu các bạn, nhập khẩu ra nước ngoài các bạn. Thì cái giá chanh nó cũng ổn định hơn. Còn nếu như mà các bạn nào mà trồng ít thì các bạn nên trồng chanh ha, chanh bông tím nè, cũng như là chanh giấy thì các bạn là sẽ có nguồn thu nhập nó ổn định và cao ha. Bạn nào muốn chơi với nước ngoài nhập khẩu thì chơi chanh Mỹ, còn mà bạn nào muốn chơi với Việt Nam và hàng nội địa ở trong nước thì chơi chanh giấy với chanh bông tím. Đây quay cho bạn xem thì chơi bông các bạn. Bông nó rất là thơm các bạn. Mình cái lá chanh này nó cũng sử dụng được nữa các bạn. Mình thấy có nhiều bạn là hái lá chanh mình chiên cái này, chia xào cái này kia ăn cũng được nữa. Ở đây là chanh các bạn. Đó thì hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn là một cái kỹ thuật nhỏ để chanh nó ra trái thì bạn nào xem video thì hãy like cho mình ha. Thì để mình có động lực mình ra những cái video hay hơn nữa. Thì mình thấy cái lượng like mà nó trên cái video này mà nó nhiều hơn cái lượng like những cái video khác, thì mình sẽ tập trung vào cái chủ đề đó. Ví dụ như là mình thấy cái chủ đề về cái cây cà pháo của mình các bạn thì cái lượng view nó rất là ok và cái lượng like cũng nhiều nữa, thì mình hay tập trung về cái mảng đó lắm. Còn cái mảng làm vườn thì mình cũng chia sẻ ít lại về những loại cây khác ở đây nè. Chanh nè các bạn, mình đã xử lý nè các bạn. Ở đây là cỏ mình chưa mần luôn các bạn, mình mần không nổi luôn các bạn. Thì rảnh rảnh thì mình sẽ mua thuốc mình xịt nó luôn ha. Còn ở trong gốc là mình phải mần, còn ở ngoài là mình phải xịt nha các bạn ha. Đó là điều tất nhiên rồi. Nếu mà các bạn xịt thì thuốc có trái thì mà nó ảnh hưởng tới cây chanh các bạn, cái hơi nè. Ở đây bây giờ mình sẽ quay cây chanh khác cho bạn xem mà trái nhiều nè các bạn. Đó, thấy không, phóng to lên cho bạn xem ha. Ở đây mình có một cái ao nước nữa nè các bạn.
Ao nước ở đây là mình để mình tưới tiêu, cuối cùng mình trồng sen canh luôn các bạn. Đó, chanh chanh nhà mình các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cái đám chanh Mỹ của mình mà nó đang ra trái nhiều cho các bạn xem nữa nè ha. Đám chanh khác của mình nha các bạn, chanh Mỹ nha các bạn ha. Và mình cũng đã xử lý nó ra trái rất là nhiều nè các bạn nè. Chanh này chanh Mỹ nha các bạn ha. Đó. Nè, trái cũng rất là nhiều. Ở đây là mình chưa chăm sóc kỹ nữa các bạn. Mình trái nữa đó. Ở đây một trái nè, hai trái nè, ba trái nè các bạn. Bốn trái, năm sáu trái gần luôn nè các bạn ha. Đó. Đó, các bạn thấy không? Ở đây mình cũng áp dụng là trên cái cách hồi nãy mình chia sẻ cho các bạn á, đó là mình ngưng nước là khoảng nửa tháng, sau đó là mình mới bơm nước đầy lại và mình mới vô phân nha các bạn ha. Còn những cái cây nào thì bạn nên cắt tỉa thì chanh nữa nè các bạn. Đó, đó thì trời hơi nắng á các bạn, nó nhìn nó hơi vàng nha các bạn ha. Để mình quay cây khác cho bạn xem nè. Thì chanh Mỹ thì trái nó ít các bạn, nhưng mà được cái á là nó ít gai. Đó, mình đi hái nó khỏe lắm, còn chanh giấy á, mình đi hái cực gai dữ lắm nè các bạn. Thì chanh này là khoảng tuần nữa là mình đã hái được rồi các bạn, tuần nữa nó cũng có nước rồi đó, mình dò dò thì nó cũng có nước rồi đó. Đây các bạn, chanh Mỹ nè, nó ra chùm một khoảng vậy nè, chùm ba bốn trái vậy đó. Đó, còn chanh kia thì nó mọc đầy cây luôn. Thì mình nếu mà bạn nào trồng kinh doanh á, mà đất ít á, thì các bạn nên chọn là cây chanh bông tiếp cũng như là chanh giấy nha các bạn ha. Còn chơi xuất khẩu nước ngoài á, thì chơi chanh Mỹ nè, rất là đã mọi người. Quay cho con xem nè, mình còn nhiều cây trái dữ lắm, quay cho bạn tham quan nè. Còn đây là nhánh nhánh thề thừa là mình bầu. Đó, thấy không? Rõ ràng mình nói, mình chia sẻ cho các bạn là đúng những cái gì mà nó đúng nhất và nó thực tế nhất luôn các bạn. Còn ở trên thông tin trên mạng á, thì người ta chỉ chia sẻ cho các bạn là về cái kỹ thuật này họ thôi, bón phân gì, nhưng mà thực chất á, là họ không có áp dụng thực tế được các bạn. Đây, mình quay cho bạn xem nè. Mình cũng từng tham khảo mấy kỹ sư á, các bạn, nhưng mà người ta chỉ chứ mình thấy áp dụng cũng không có được hiệu quả là 100% nữa các bạn, nó tầm khoảng là 70% thôi à, thấy không? Nó do là chủ yếu là do cái kinh nghiệm của mình trồng á, rồi mình đúc kết ra. Hồi trước mình trồng chanh cũng thất bại nhiều lắm các bạn, sau này mình mới rút kinh nghiệm ra được nhiều cái thì mình mới như cái cây này các bạn thấy không, nhìn trái không à, đó thấy chưa, mình đâu có nói dốc các bạn, xạo bạn chi đâu, là bạn làm theo cái cách của mình, bảo đảm các bạn là chanh nó trái nó nhiều. Đó. Các bạn trồng nhà, ví dụ như ở nhà có một cây hai cây mà nó bự quá mà nó không có trái nhiều á, bạn thử áp dụng cái cách của mình đi, bảo đảm luôn. Đó. Phân thì mình chuyên gia mình đi 20-15 luôn các bạn, tại vì mình tại vì phân đó là phân tổng hợp, nó đầy đủ là đạm, kali này nọ, lân này nọ đều đủ hết, thì khi mà mình bón á, thì nó sẽ là chuẩn, mình không cần phải canh nữa. Vì người ta canh sẵn cho mình rồi. Thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn vậy ha. Thì bạn nào xem video nhớ like cho mình một like, và mình xin cảm ơn. Nhớ cho mình một lượt đăng ký nha. Rồi mình mến chào các bạn nha. Và bạn nào có câu hỏi liên quan thì cứ comment bên dưới nha, thì mình sẽ trả lời nha các bạn.